Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nguyên trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vào năm 2014. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp xem xét và kết luận ông Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tham mưu đề xuất làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý sử dụng tài chính trong đầu tư xây dựng. Vi phạm của Đảng ủy và ông Phan Mạnh Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị đánh dẫn đến tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó vào ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, là bạn gái của bố cháu bé để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đến ngày 31 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, ngụ tại quận 1, là bố ruột của cháu bé để điều tra về hành vi hành hạ ngược đãi con. Hình ảnh camera an ninh mới được khôi phục cho thấy vào ngày 22 tháng 12, đối tượng Trang đã đánh trói nạn nhân suốt nhiều giờ bằng cây gỗ, đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học. Công an thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đây là vụ án điểm cần xử lý nghiêm nhằm răn đe ngăn chặn. Nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý. Thưa quý vị và các bạn, Công ty bay trực thăng miền Nam, Tổng công ty bay trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng vừa phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện các chuyến bay diễn tập cấp cứu bệnh nhân bằng máy bay tại sân đỗ trực thăng trên nắp của tòa nhà Viện Chấn thương Trình hình của Bệnh viện Quân y 175. 14 chuyến bay trực thăng cả ngày và đêm đã được thực hiện nhằm tập dượt cho các chuyến bay cấp cứu bằng đường không trong thời gian tới. Trong điều kiện mà việc cấp cứu bằng đường bộ, đường thủy tại Việt Nam còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của bệnh nhân, thì những chuyến bay như thế này thực sự mang ý nghĩa lớn. Theo đó, chiếc trực thăng mang số hiệu EC-225 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập với đội ngũ phi công bay dày dặn kinh nghiệm. Mỗi người phải có ít nhất trên 3.000 giờ bay. Đối với cái nhiệm vụ bay mà đầu tiên thực hiện ở trên nóc nhà như thế này, thì chúng tôi phải kiểm tra về các sân bãi, điều kiện mà có thể hạ cánh được đối với bay như hệ thống càng, ánh sáng. Phải ban đêm là gần như là phi công chỉ dựa vào các thiết bị thôi, chứ không thể nhìn được như thế này được. Nên ra chúng tôi phải kiểm tra tất cả những thiết bị trước khi bay cất cánh để đảm bảo trong hợp mà chúng ta có bay về hạ cánh ban đêm chúng ta vẫn có thể thực hiện được chuyến bay an toàn. Những phi công của chúng tôi đã thường thường bay biển là bay trên các cái giàn khoan thì nó cũng tương tự như là cái đĩa trên tòa tháp cao như thế này. Chúng tôi sẽ huấn luyện các phi công bay ngày bay đêm để thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế với các cái vùng mà xa thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đây là một cái nhiệm vụ mới nhưng mà sẽ sau này mọi người sẽ được hưởng cái dịch vụ này. Nếu như trước đây, để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu đường không, trực thăng cấp cứu phải đưa các bệnh nhân nặng về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó xe cứu thương chuyển tiếp bệnh nhân về bệnh viện và ngược lại, gây mất nhiều thời gian, đồng thời ảnh hưởng tới kết quả điều trị. Thì nay, với dịch vụ cấp cứu đường không được thực hiện ngay trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Dù bệnh nhân ở bất cứ đâu hoặc cần phải đưa đi cấp cứu ở xa thì chỉ cần có lệnh điều động được phát ra, máy bay cất cánh sẽ ngay lập tức đưa người bệnh về nơi điều trị mới. Làm thế nào nâng cao lên cái khả năng sẵn sàng chiến đấu và cái khả năng chuyên môn trong tất cả các mọi mặt là cái điều mà rất là quan trọng. Và chuyến bay ngày hôm nay của chúng ta, bay ngày và bay đêm, cũng là một trong những cái mục đích để chúng ta nâng cao hơn nữa cái khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hơn nữa cái tính cơ động, khả năng phối kết hợp giữa các đơn vị. Và tôi hy vọng với một cái trung tâm cấp cứu được xây dựng trong tương lai thì chúng ta sẽ góp phần rất lớn trong cái công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh. Ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở các nơi đảo xa, vùng khó tiếp cận, sân bay cấp cứu trực thăng của Bệnh viện Quân y 175 sẽ là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến mô hình trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường thủy, đường không.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi dịch bệnh từng bước được khống chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung các giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điểm nhấn thu hút du khách trở lại với địa phương này. Với những chính sách hỗ trợ đặc biệt, đẩy mạnh kích cầu xúc tiến quảng bá, ngành du lịch Hà Tĩnh đã bắt đầu có những khởi sắc phục hồi trong bối cảnh bình thường mới. Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên những ngày cuối năm. Khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã đến đây tham quan, nghỉ dưỡng. Để thu hút khách, các đơn vị lữ hành đã áp dụng giảm chi phí từ 10 đến 30% một tour cho những khách hàng chọn Hà Tĩnh là điểm đến. Chúng tôi cũng vậy là tập trung phát triển những cái vùng du lịch, rồi là các hình loại hình du lịch để phù hợp với cái tình hình COVID-19. Và vừa cái du lịch của đối với chúng tôi thì phải là du lịch an toàn, là đi du lịch cũng phải an toàn, đến các điểm du lịch cũng phải an toàn. Còn tại khu du lịch chùa Hương Tích, để phục vụ du khách, ban quản lý di tích đã tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, đặc biệt thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho du khách khi đến tham quan. Thứ nhất là đảm bảo cái phòng chống dịch bệnh COVID cho du khách về tham quan một cách an toàn. Thứ hai nữa là đổi mới trong công tác quản lý, đặc biệt thì chú trọng thêm các cái dịch vụ, tức là gom các cái dịch vụ về tại một điểm. Hiện nay chúng tôi đang tập trung rất mạnh cái việc là chấn chỉnh lại, chỉnh trang lại các cái hạ tầng của khu du lịch chùa Hương cũng như Đồng Lộc. Thứ hai là làm việc với các cái công ty dịch vụ để giảm giá cho bà con trong cái việc là lễ hội sắp tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp để kích cầu du lịch nội địa. Các chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, kết nối xanh du lịch Việt Nam, Hà Tĩnh điểm đến an toàn được tăng cường quảng bá. Chúng tôi đã có những cái giải pháp để kích cầu về du lịch nội địa. Cái thứ nhất là chúng tôi luôn thường xuyên hướng dẫn cho tất cả các địa phương để phát triển du lịch theo mục tiêu kép. Vừa là phát triển du lịch đồng thời vừa đảm bảo về an toàn phòng chống dịch bệnh. Và cả văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng thường xuyên xuống địa phương để hướng dẫn theo từng giai đoạn. Và chúng tôi cũng đã hướng dẫn từng địa phương đi ra soát các tour tuyến du lịch. Trong thời gian tới, để kích cầu du lịch nội địa, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, giảm giá sâu, tăng cường chất lượng dịch vụ, khuyến mãi cho khách hàng. Đồng thời, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn về dịch bệnh, tạo sự an tâm cho du khách. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang gây ra nhiều tác động tới nền kinh tế cũng như ảnh hưởng tới việc vận hành kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng năm 2021, đầu tư khởi nghiệp ở Việt Nam đã có mức tăng trưởng vượt bậc, đạt hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với năm ngoái 2020. Trong đó có nhiều lĩnh vực đang rất nóng như là fintech, game, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã có sự bứt phá và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN chỉ sau Singapore và Indonesia. Revo là một dự án khởi nghiệp tại Việt Nam. Nền tảng này cho phép độc giả đọc, nghe sách online bằng tính năng đọc sách tóm tắt. Với những người yêu thích sáng tạo nội dung, nền tảng này còn cho phép họ trở thành nhà sáng tạo với các công cụ như text, video, audio, infographic. Ứng dụng công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo AI, NFT trên nền tảng là điểm ấn tượng của startup này. Áp dụng cái công nghệ NFT vào tất cả những sản phẩm được đưa lên cái sàn của Revo thì đều được gắn một cái mã NFT riêng biệt cho cái sản phẩm đó. Vậy vì vậy thế nên là tất cả những sản phẩm đấy đều đã được mã hóa trên cái một cái chuỗi hệ thống smart contract và nó được định dạng là tác phẩm này của ai và được đẩy lên đây thời gian như nào. Năm 2021, các công nghệ mới như AI, blockchain, NFT là mảnh đất màu mỡ cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Câu chuyện thành công của SkyMavis, công ty phát triển tựa game blockchain đình đám Axie Infinity, hay Wada, một công ty blockchain với các thành viên sáng lập Việt Nam gọi vốn thành công 25 triệu đô la Mỹ, cũng đã cho thấy phần nào về chất lượng của thị trường startup ở Việt Nam. Cái xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp trước đây gọi là công nghiệp ICT đã chuyển thành các doanh nghiệp công nghệ số, để nhấn mạnh yếu tố công nghệ số quan trọng như thế nào trong việc triển khai cái đổi mới sáng tạo để tạo nên cái những cái động lực cũng như là tăng cái hiệu quả của nền kinh tế. Thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy hiện cả nước đã có hơn 3.800 startup với 3 kỳ lân công nghệ được định giá từ 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm VNG, VNPay và Momo.
năm 2021 và sắp tới được nhận định là thời điểm then chốt trong quá trình trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi dành riêng cho các quỹ đầu tư và các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư. Hỗ trợ cho thuê nhà hoặc là hỗ trợ cho thuê các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với ví dụ 50%, 30% hoặc là các chương trình đào tạo miễn phí hoặc là hỗ trợ nguồn nhân lực. Rồi một số chương trình thúc đẩy như cuộc thi, rồi là pitching ngoài vốn, rồi tạo các quỹ khởi nghiệp v.v. Thì tôi nghĩ là các cái chương trình hỗ trợ đó thì nó là một cái nền tảng khá là cơ bản để cho giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp là hỗ trợ và được hỗ trợ. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên bản đồ thế giới, nỗ lực đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai Việt Nam thịnh vượng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng cần chủ động, tích cực đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Chúng ta có đạt được mục tiêu 40% kinh tế số cho Việt Nam vào năm 2030 hay không? Phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp có thành công hay không?